Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên hướng dẫn các bạn làm cái khay đựng ốc vít đây. Trong thỉnh thoảng trong lĩnh vực sửa chữa điện tử, mình đến nhà khách hoặc là mình sửa tại nhà ấy, thì nhiều khi mình để cái ốc cho khay bình thường ấy, và để ở đất này thì chúng ta nhiều khi chúng ta đá phải nó lung tung rơi vào cái chỗ khác ấy, và nhiều khi đi tìm mất tính chuyên nghiệp và nhiều khi gây bực trong cái việc sửa chữa. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn làm cái khay đựng ốc vít. Như ốc vít này to đấy, còn nhiều ốc vít nhỏ hơn cơ thì mình có khay này rất lợi hại. Đây là cái vỏ sạc adapter thông thường thôi. Còn đây là một miếng nhựa đồ thức ăn này, đựng trong cái vỏ thức ăn mình nhặt được. Phía dưới các bạn đặt một cục nam châm rất hiếm ở trong lấy trong một cục máy tính rất là nhiều. Không là một cái nam châm khác thì lực nó không mạnh hơn, cái nam châm trắng này lực rất mạnh. Hai, mình dùng súng bắn keo mình ghim cái cục nam châm xuống dưới, và mình trên mình để keo này để giữ cái lớp nhựa này, nhựa cho nó làm một nhựa dễ chùi rửa nếu mà nó bật. Đây, chúng ta mỗi lần sửa chữa chúng ta tháo ốc nó vứt vào đây. Đây, chúng ta chẳng may là tôi ví dụ cho đá vào chân này, hoặc là đặt ngược lên này, đặt ngược lên cũng không rơi ốc vít ra này. Đấy. À, làm rất đơn giản từ những vỏ sạc không vứt rác không khỏi môi trường gây ô nhiễm, và nó rất là tiện, và người khách nhìn vào nhìn tăng cái độ chuyên nghiệp của mình. Đấy. Chúc các bạn thành công nha.